Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Sonsen of Reda Bacani 1/10/2020. Cái chiếc xe mang đậm phong cách kim cổ giao thoa. Cái tên bao gồm ba cái đương hiệu xe rất nổi tiếng, là một cái dòng xe thể thao nhưng lại đi theo phong cách đặc cao với racer cực kỳ độc đáo. Mới đây, Opreda đã hợp tác với Sonsen, một công ty sản xuất xe máy khá nổi tiếng của Trung Quốc, để phát triển một mẫu xe mang cái tên Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020. Đây là một mẫu xe thể thao hiện đại nhưng lại mang cho mình phong cách retro, dưới vào cái chiếc là Sonsen Opreda CR 1/10 đã được phát hành trước đó. Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020 tối chỉ mình phong cách đặc trà với racer, với một cái bộ fairing phần thân và chùm cả phần đầu xe. Trong khi đó, đèn pha trước được thiết kế với dạng hình tròn cách điện, mang cái hướng là cổ điển kết hợp với phong cách hiện đại. Tương tự, đồng hồ LCD cũng là cái dạng tròn mang tính cái sự mới lạ hơn cho cái đồng hồ thời điểm đầy đủ các thông số khi lái xe. Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020 cũng ứng dụng cho mình cái bánh 7 inch, cái bánh căm thay vì bánh đúc như các dòng độc phân có lớn khác. Còn về mặt sức mạnh, cái dòng xe Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020 được trang bị cho mình có động cơ DOC 150cc làm mát bằng dịch do Sonsen phát triển. Khối động cơ này sinh ra một cái công suất là 13.30 lực, tại vòng tua là 9.750 vòng trên phút, moment tác cực đại 14 Nm, ở những vòng tua là 7.500 phút. Xe sổ chim mình bình xăng dung tích là 9.5 lít, khá hầm hố. Trong kia ta lái đặt ngàn mang tính cái tư thế lái rất thoải mái cho người sử dụng. Đồng thời, Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020 cũng được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Đồng thời, xe cũng có cái sự hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Và giá bán của cái chiếc Sonsen Opreda Bacani 1/10/2020 tại trường Trung Quốc rơi vào khoảng là 21.500 nhân đề tệ, tương đương khoảng là 72 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.